Sư cho con hỏi về cách may lá y cho quý sư. Như chỗ con biết là lá y Nam Tông có chiều dài 6 hectare và chiều rộng là 4 hectare, có một hình vuông lại đến một hình chữ nhật. Vậy kích thước của mỗi cạnh hình vuông hay hình chữ nhật đó là bao nhiêu? Hay chia sao cho mỗi bề vậy là 10 điều, hay tổng số điều trên một lá y là 10? Phải nói là sư không rành lắm cái chuyện may y, cho nên ấy cái cách tốt nhất là quý vị mượn hoặc mua một cái bộ y về, rồi quý vị mở ra quý vị xem, quý vị có thể xả ra ha, xả ra rồi xem cái cách mà họ nói về cái đấy. Còn cái chuyện là may đó thì lưu ý như thế này, là có một số nơi họ may ẩu, tức là họ may không có đúng luật ha, mà phải là những cái gọi là những cái ô đó là phải cắt ra rồi nối lại, cắt ra rồi nối lại ráp lại, chứ không phải là mình giống như mình gấp nếp á, mình xếp ly rồi mình bắt đầu là mình may dọc theo đó, là cái đó nó không có hợp lệ. Còn cụ thể như thế nào đó thì phải nói là sư không có biết may y, thành ra là quý vị chịu khó ha, mượn hoặc là mua như thế nào đó một cái lá y về, quý vị mở ra quý vị coi, cái chuyện này nó dễ mà. Tại vì một phần ấy là cái chiều dài đó nó tính là cái độ dài của từ cái cùi chỏ cho đến cái đầu ngón tay đó, là nó cái hectare đó là tính là cái độ dài nữa đó, mà mỗi một người thì cái độ dài này nó không có giống nhau. Thành ra tự chung ấy là mình lấy trung bình. Hoặc là quý vị chỉ đơn giản là cứ mượn cái y của mấy sư đó rồi quý vị xem là quý vị biết à ha.